Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin lộ kế hoạch Bộ Công an vỡ phương án xây chùa tại Đức. Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Đức vừa cho tờ Thể báo .de biết chính phủ Đức đã không cấp visa cho đội thợ xây dựng chùa gỗ của Việt Nam sang Đức để xây dựng ngôi chùa tại Thao Kha. Đây là một dự án từ khá lâu, đó là những người Việt Nam tại Đức. Họ đã vận động quyên góp được khá nhiều tiền để mua đất và định xây dựng một ngôi chùa gần Leipzig. Họ cũng có ý tưởng xây một ngôi chùa hoàn toàn bằng gỗ, không dùng đinh mà dùng gỗ ghép mộng đóng vào. Và số tiền khá lớn đó đã được đặt một ngôi chùa gỗ chuẩn bị từ Việt Nam và đưa vào rất nhiều container chở sang Đức, nằm đợi sẵn ở gần Leipzig, một thành phố khá lớn ở miền đông nước Đức, nơi mà trước đây thời Cộng hòa Dân chủ Đức, Đảng Cộng sản của Đức còn tồn tại, thì rất nhiều người Việt Nam sang đây học tập, lao động và họ đã ở lại tiếp tục kinh doanh cũng như định cư tại đây. Sự việc đã trở nên nghiêm trọng khi truyền thông của Đức phát hiện các tướng lĩnh của Bộ Công an Việt Nam đã tới dự rất đông đảo vào việc chuẩn bị và khởi công xây dựng ngôi chùa gỗ ở thành phố Thao Kha, Cộng hòa Liên bang Đức. Việc xuất hiện những vị tướng công an này cũng dấy lên nghi ngờ trong chính trường của Đức, vì có thể ở phía sau đó là một âm mưu nào đen tối nhằm xây dựng những trụ sở trá hình của Bộ Công an Việt Nam tại Đức nói riêng và tại châu Âu nói chung. Nó có thể được kết hợp thành một mạng lưới rộng lớn từ Séc, Slovakia, Ba Lan, Đức, Pháp và nhiều nước khác. Và những vị tướng sang dự lễ khởi công xây dựng chùa này đều có cấp bậc rất cao trong Bộ Công an Việt Nam, và thường họ làm và phụ trách mảng an ninh. Thậm chí có ông tướng công an còn đóng giả là phó thủ tướng của nước Việt Nam để sang làm việc và thuyết phục phía Đức. Dường như họ muốn giao ai với chính quyền ở đây, và bản thân họ đã giới thiệu chức danh rất cao mà họ không hề sở hữu và được phân công tại Việt Nam. Cũng nhờ truyền thông của Đức mà thông tin này đã bị bại lộ và được đăng tải trên các tờ báo truyền thông tự do ở Đức và châu Âu. Và sau đây mời các bạn xem phóng sự về vụ việc nghiêm trọng này. Bộ Ngoại giao Đức vừa cho biết hiện tại không có đơn xin thị thực tương ứng nào đang chờ xử lý tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội, cũng như không có vấn đề nào về thủ tục pháp lý liên quan đến văn phòng đối ngoại liên bang về vụ việc này. Trung tướng An ninh Phạm Dũng, đội lốt Phó Thủ tướng Việt Nam sang Đức gặp thị trưởng thành phố Thao Kha xin dựng chùa, Đức vào cuộc điều tra. Trung tướng Công an Phạm Dũng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tới Thao Kha gặp ông thị trưởng là ông Holger Schmiegeck và giới thiệu mình là Phó Thủ tướng của Việt Nam. Trong hình là Trung tướng Công an Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tới Thao Kha và tự xưng là Phạm Văn Đông, Phó Thủ tướng Việt Nam. Bài báo trên nhật báo của Leipzig đã đăng tải về vụ việc này cùng hình ảnh và ghi chú rất rõ ràng ông ta là Phó Thủ tướng của Việt Nam. Trả lời câu hỏi của báo chí Đức về việc có phải đoàn của Bộ Công an Việt Nam sang dự lễ khởi công xây chùa Trân Tịnh tại Thao Kha vào tháng 10, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ về thông tin này. Việc xây dựng ngôi chùa này có quan hệ đến những cán bộ cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Một nguồn tin khác cho biết thêm về những vật liệu gỗ để dựng chùa đã được đưa đến đây từ mùa đông vừa qua và việc chuẩn bị nền móng được tiến hành. Kế hoạch xây dựng ngôi chùa đáng lẽ bắt đầu ngay từ khi thời tiết đỡ lạnh, tức là vào khoảng tháng 3. Nhưng cho đến nay tháng 6 năm 2022 vẫn im lìm. Báo chí Đức cũng cho biết và trích dẫn việc xin visa cho từ 10 đến 12 người thợ của Việt Nam có chuyên môn lắp đặt chùa gỗ sang Đức rất khó khăn. Và đến nay, theo trả lời của Bộ Ngoại giao Đức cho tờ Thời báo .de, thì việc này đã hoàn toàn thất bại. Được biết trước đó vào 22 tháng 10, trong lễ khởi công xây dựng ngôi chùa này, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam khi đó, đã dẫn đoàn từ Việt Nam sang dự lễ khởi công xây chùa Trân Tịnh tại Thao Kha.
Trong phái đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm của Bộ Công an Việt Nam. Trước đó, để xây dựng ngôi chùa này, một cán bộ an ninh cấp cao khác của Việt Nam là Trung tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, đã dùng tên giả là Phan Văn Đông và ông ta đóng vai Phó Thủ tướng của Việt Nam tới thành phố Thao Kha để gặp thị trưởng của thành phố này, khi đó là ông Holger Schwiebeck, bàn về việc xây dựng một ngôi chùa Việt ở đây. Cũng có thông tin về mối quan hệ của nhân vật rất đặc biệt là người Việt, vốn là chủ một số nhà hàng tại thành phố Leipzig ở miền đông nước Đức thuộc thể chế cộng sản cũ. Ông ta đã trở thành nhà tài trợ chính để xây dựng ngôi chùa này. Cũng tại phiên tòa xét xử vụ án bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, thì cơ quan an ninh của Đức cũng đã tiết lộ tình báo Séc cho họ biết rằng chính người tài trợ cho ngôi chùa này đã từng rất nhiều lần sang Cộng hòa Séc để họp với các tướng lĩnh của Bộ Công an Việt Nam khi họ sang Séc công tác bằng nhiều hình thức khác nhau. Và phải chăng phía sau đó là một âm mưu từ rất lâu và được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng để họ tìm mọi cách xây dựng bằng được ngôi chùa Việt này ở Thao Kha gần thành phố Leipzig. Và có thể điều này cũng lý giải vì sao mà Bộ Ngoại giao Đức cũng đã cung cấp thông tin cho tờ Thời báo.d trong tuần vừa qua, đó là toàn bộ visa cho những người thợ xây dựng chùa này từ Việt Nam sang Đức đã không được cấp. Và họ cũng không ghi nhận bất kỳ một tranh chấp pháp lý nào của người chủ đầu tư ngôi chùa Việt Nam này ở Thao Kha đối với cơ quan nhà nước Đức. Và ở các nước không có nền dân chủ như Việt Nam thì nhà cầm quyền tại Hà Nội thường luôn muốn theo dõi các hoạt động của kiều bào ở khắp nơi, đặc biệt là ở Đức và châu Âu, để tìm cách khống chế và phục vụ cho các mục đích duy trì sự độc tài của Đảng. Nhiều Việt kiều sinh sống ở đây đã vô tình hoặc cố ý trở thành cánh tay nối dài của họ ở nước ngoài và gây hại cho nền dân chủ và tự do ở Đức cũng như ở các nước châu Âu và trên thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay với bản tin Lộ kế hoạch Bộ Công an vỡ phương án xây chùa tại Đức. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.